Trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân chào các thí sinh và các cổ động viên đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Con là Thanh Tùng, rất vinh dự được đồng hành và hiện diện ở đây với các thí sinh trong chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Ánh Sáng Lời Chúa. Kính thưa quý vị, nối tiếp thành công của chương trình Vui Học Kinh Thánh mùa 1, được sự động viên và khích lệ của Đức Tổng Giám mục Giuse, Ủy ban Thiếu nhi kết hợp cùng Ủy ban Truyền thông Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình Vui Học Kinh Thánh mùa 2. Sau đây, con xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo cũng như thành phần ban tổ chức của cuộc thi. Về phía ban tổ chức, con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Đào Trọng Thành, trưởng ban tổ chức. Sơ Maria Bùi Thị Lanh. Sơ Maria Vũ Thị Cúc. Về phía ban giám khảo của cuộc thi, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Quang Khánh, trưởng ban giám khảo. Sơ Maria Phạm Thị Bích. Trưởng Anna Dương Thúy Quỳnh, thư ký. Trong số thứ 11 của chương trình Vui Học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta hân hoan chào đón quý khách mời, quý sơ dòng nữ tử bác ái. Quý sơ đến từ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Trong số thứ 11 của chương trình Vui Học Kinh Thánh năm 2024, chúng ta cùng hân hoan chào đón các thí sinh sau đây. Maria Nguyễn Thị Ngọc. Đoàn Trịnh Xuân Đăng. Mikae Nguyễn Gia Thiện. Phêrô Nguyễn Hồng Phương. Phêrô Ngô Minh An. Giuse Ngô Quang Trung. Anne Lê Thị Thành, Đặng Thị My. Giuse Nguyễn Văn Nguyên. Anton Nguyễn Thành Duy. Giuse Hoàng Văn Nguyên. Giờ đây, chúng ta đến với phần thi thứ nhất, phần 1, Thiên Chúa tỏ mình. Có một bộ thẻ các hình ảnh khác nhau về những sự kiện trong Cựu Ước. Các thẻ này được úp trên bảng theo thứ tự bất kỳ. Thứ tự mở thẻ là thứ tự vị trí của người chơi. Người chơi thứ nhất sẽ nói vị trí của hai thẻ ngẫu nhiên, ban tổ chức sẽ lật hai thẻ đó lên. Nếu hai hình giống nhau, người chơi sẽ thu thẻ về và được quyền lật hai thẻ khác. Nếu hai hình khác nhau, quyền chơi thuộc về người tiếp theo. Cứ lặp lại cho tới khi hết thẻ trên bảng. Cuối cùng, cộng số thẻ đã thu được và x10 để được số điểm của người chơi đó. Ví dụ, người chơi A được 2 thẻ thì số điểm là 2 x 10 bằng 20 điểm. Quyền đặt cược. Quyền đặt cược chỉ dành cho những người đã thu được thẻ. Người chơi sẽ mang tập thẻ vừa thu được đến trước ban giám khảo và cho biết số điểm đặt cược. Số điểm đặt cược không được quá số điểm mà người chơi đang có. Ban giám khảo sẽ rút một thẻ bất kỳ trong tập của người mang lên. Sau 10 giây suy nghĩ, người mang thẻ sẽ đọc đoạn kinh thánh trong thẻ đó. Nếu đọc được đoạn văn diễn tả sự kiện trên thẻ và đúng hết theo bản văn kinh thánh đã được gửi về, thì người chơi đó sẽ được cộng số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ được cộng vào tổng điểm chung. Nếu đọc sai, thiếu, thừa một từ so với bản kinh thánh đã được gửi về hoặc ngừng quá 5 giây, thì người chơi đó không được đọc tiếp và người chơi đó sẽ bị trừ đi số điểm bằng với số điểm đã đặt cược. Số điểm này sẽ bị trừ vào tổng điểm chung. Nếu có nhiều người chơi đặt cược, ban tổ chức sẽ chọn lần lượt theo thứ tự vị trí của người chơi. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Các thí sinh vừa lắng nghe thể lệ của phần 1 Thiên Chúa tỏ mình, có thí sinh nào có thắc mắc gì hay không? Nếu như không có thắc mắc, giờ đây phần 1 bắt đầu! Mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Xin lật thẻ A1. A1. Qua sông Jordan. Xin lật thẻ H1. H1.
Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaô. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin là thẻ H2. H2. Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Xin là thẻ D3. D3. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Mời thí sinh số 3 chọn thẻ. Xin là thẻ C4. C4. Giấc mơ của Giuse. Xin là thẻ D2. D2. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Mời thí sinh số 4 chọn thẻ. Xin lật thẻ A4. A4. Giấc mơ của Giuse. Xin lật thẻ D3. D3. Chúng tôi đang chờ đợi. Sai rồi. Mời thí sinh số 5 chọn thẻ. Xin lật thẻ C4. 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 Giấc mơ của Giuse. Xin lật thẻ A4. Xin nhắc lại. Xin lật thẻ A4. A4. Chúng tôi đang chờ đợi. Xin chúc mừng giấc mơ của Giuse. Thí sinh số 5 đã lựa chọn được hai hình giống nhau đầu tiên và có quyền tiếp tục lựa chọn thẻ bài cho mình. Xin mời. Xin lật thẻ B1. B1. Mana trong hoàng địa. Xin lật thẻ H5. H5. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Xin mời thí sinh số 6 chọn thẻ. Xin lật thẻ F2. F2. Ông Giuse được làm tể tướng Ai Cập. Xin lật thẻ G3. G3. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Mời thí sinh số 7 chọn thẻ. Xin lật thẻ D3. D3. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Xin lật thẻ E2 ạ. Xin lật thẻ E2 ạ. E2. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Mời thí sinh số 8 chọn thẻ. Xin lật thẻ B2. B2. Thẻ B2 như sau. Ông Mô-sê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin lật thẻ H3. H3. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Mời thí sinh số 9 chọn thẻ. Xin lật thẻ H5. H5. Ngôn sứ Jeremiah bị bắt cầm tù. Xin lật thẻ H3. H3. Chúng tôi đang chờ đợi. Xin chúc mừng hai hình giống nhau. Thí sinh số 9 đã xuất sắc lựa chọn được hai hình giống nhau. Giờ là cơ hội để thí sinh số 9 vươn lên được điểm cao hơn. Xin mời. Xin lật thẻ G5. G5. Ông Bileam tiên báo ngôi sao hy vọng. Xin lật thẻ F4 ạ. F4. Ông Giuse được làm tể tướng Ai Cập. Mời thí sinh số 10 chọn thẻ. Xin lật thẻ H1. H1. Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaô. Xin lật thẻ A5. A5. Hai thẻ ở hai góc có đem lại cơ hội gì không đây? Ông Gióp thưa với Chúa. Xin mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Xin lật thẻ B4. B4. Ông Bileam tiên báo ngôi sao hy vọng. Đây là cơ hội. Còn 2 giây. 1. Xin mời chọn thẻ. Xin lật thẻ A5. A5.
Ông Job thưa với Chúa. Xin mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin là thẻ G5. 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 Ông Bileam tiên báo ngôi sao của hy vọng. Xin là thẻ B4. B4. Chúng ta cùng chờ đợi. Xin chúc mừng thí sinh số 2. Đã có hai hình giống nhau. Thí sinh số 2 có quyền tiếp tục lựa chọn các thẻ. Xin mời. Xin là thẻ D3. D3. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Xin là thẻ A1. A1. Qua sông do đàn chưa chính xác rồi. Giờ cơ hội thuộc về thí sinh số 3. Xin mời thí sinh số 3 chọn thẻ. Xin là thẻ F1. F1. Ông Mô-xê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin là thẻ A3. A3. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Mời thí sinh số 4 chọn thẻ. Thẻ B5. B5. Ông Ezra công bố sách luật. Xin lật thẻ C2. C2. Ngôn sứ Hô-xê giao giảng chống lại việc thờ ngẫu tượng. Mời thí sinh số 5 chọn thẻ. Xin lật thẻ F2. F2. Ông Giuse được làm tể tướng Ai Cập. Xin lật thẻ G4. G4. Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. Mời thí sinh số 6 chọn thẻ. Xin lật thẻ H2. H2. Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Xin lật thẻ F3. F3. Giấc mơ của ông Jacob. Mời thí sinh tiếp theo, thí sinh số 7 chọn thẻ. Xin lật thẻ G4. G4. Ông Giuse và các anh em trước mặt Pharaoh. Xin lật thẻ H1 ạ. H1. Xin chúc mừng thí sinh số 7 đã có hai hình giống nhau. Xin lật thẻ D1 ạ. D1. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Xin lật thẻ. Xin lật thẻ H4 ạ. H4. Rất ngập ngừng, hy vọng rằng đây sẽ là lựa chọn đúng đắn. Chưa chính xác rồi. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Mời thí sinh số 8 chọn thẻ. Xin là thẻ G1. G1. Tàu của ông Noe. Xin là thẻ E3. E3. Cain và Abel. Mời thí sinh số 9 chọn thẻ. Xin mở thẻ F2. F2. Ông Giuse được làm tể tướng Ai Cập. Xin mở thẻ F4. F4. Rất tự tin thí sinh số 9. Hoàn toàn chính xác. Chúc mừng thí sinh số 9 đã lựa chọn đúng đắn. Với khuôn mặt tự tin của mình, chúng tôi hy vọng rằng thí sinh số 9 tiếp tục lựa chọn chính xác. Xin mời. Xin mở thẻ E1. E1. Xin mở thẻ H2. H2. Hoàn toàn chính xác với thẻ Thiên Chúa giao ước với ông Noe. Xin mở thẻ C1. C1. Mana trong hoàng địa. Xin mở thẻ D5. D5. Giấc mơ của ông Jacob.
Mời thí sinh số 10 chọn thẻ. Xin lật thẻ E2. E2. Giuse bị các anh em bán sang Ai Cập. Xin lật thẻ D1. D1. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 10. Xin lật thẻ G2. G2. Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật. Xin lật thẻ B3. B3. Chúng tôi đang hy vọng. Ngôn sứ Hô-sê giao giảng chống lại việc thờ ngẫu tượng. Xin mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Xin lật thẻ A5. A5. Ông Job thưa với Chúa. Xin lật thẻ D5. D5. Giấc mơ của ông già cọp. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Xin lật thẻ B5. B5. Ông Ezra công bố sách luật. Xin lật thẻ C3. C3. Ông Job thưa với Chúa. Mời thí sinh số 3 chọn thẻ. Xin lật thẻ E3. E3. Cain và Abel. Xin lật thẻ C3. C3. Ông Job thưa với Chúa. Giờ là cơ hội nhường cho thí sinh số 4. Rất nhiều thẻ hình đã được lật lên. Chỉ cần trí nhớ của thí sinh số 4 thật là tốt thì điểm rất là cao. Xin mời. Xin lật thẻ A5. A5. Ông Job thưa với Chúa. Xin lật thẻ C3. Thẻ C3. Chúng ta cùng chờ đợi để xin chúc mừng thí sinh số 4 Phêrô Nguyễn Hồng Phương. Xin lật thẻ D2. D2. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Xin lật thẻ A3. A3. Thiên Chúa gọi ông Abraham, xin chúc mừng. Hai lần lựa chọn liên tiếp chính xác. Xin lật thẻ C2. C2. Ngôn sứ Hô-sê giao giảng chống lại việc thờ ngẫu tượng. Xin lật thẻ B3. B3. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 4. Thí sinh số 4 bắt đầu nhập cuộc rồi. Đến sau nhưng trả lời hoàn toàn chính xác. Xin lật thẻ G3. G3. Thẻ G3 như sau. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Xin lật thẻ D4. D4. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Thí sinh số 4 đang phả hơi nóng vào các thí sinh còn lại với sự lựa chọn đúng đắn liên tiếp. Giờ là cơ hội của thí sinh số 5. Xin mời. Xin lật thẻ H4. H4. Một chiếc thẻ duy nhất cuối cùng của hàng H. Dân Chúa vượt qua biển đỏ. Xin lật thẻ G3. G3. Xin chúc mừng. Tuyệt vời. Chính xác rồi thí sinh số 5 ơi. Lựa chọn của mình đã đem lại 20 điểm. Nào, lựa chọn tiếp thôi. Chính xác. Xin lật thẻ E4. E4. Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật. Thiên. Xin lật thẻ G2. G2. Chúng ta cùng nín thở chờ đợi. Xin chúc mừng. Hai sự lựa chọn đúng liên tiếp của thí sinh số 5. Xin lật thẻ E5. E5. Tàu của ông Noe. Xin lật thẻ G1. G1. Với khuôn mặt tự tin, thí sinh số 5 Phêrô Ngô Minh An có lựa chọn đúng hay không đây? Hoàn toàn chính xác rồi. Ba đáp án giống nhau liên tiếp. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời, không có gì thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc của thí sinh số 5 bây giờ. Xin mời chọn thẻ. Xin lật thẻ
E3. Cain và Aben. Sinathia, D3. D3, hai thẻ giống nhau, cạnh nhau. Chưa chính xác rồi. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Giờ là cơ hội của thí sinh số 6. Sinathia, D3. D3. Dân Israel phải làm nô lệ tại Ai Cập. Sinathia, D4. D4. Hoàn toàn chính xác rồi. Thí sinh số 6 đã chọn hai hình giống nhau. Rút kinh nghiệm từ thí sinh trước đã lựa chọn chính xác cho mình. Xin mời lựa chọn tiếp theo. F1. Ông Mô-xê được công chúa Ai Cập cứu sống. A2. A2. Rất xa nhau, nhưng có đem lại điểm hay không đây? Hình giống nhau, na ná, nhưng mà lại không đúng rồi. Mời thí sinh số 7 chọn thẻ. Xin là thẻ C5. C5. Cain và Aben. Xin là thẻ E3. E3, chiếc thẻ cuối cùng của cột E. Hoàn toàn chính xác với nội dung Cain và Aben. Xin chúc mừng thí sinh số 7. Xin là thẻ B2. B2. Thẻ B2, ông Mô-xê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin là thẻ F3. F3. Chưa chính xác rồi. Kính thưa quý vị, trên màn hình của chúng ta chỉ còn lại 10 thẻ tương ứng với 5 cặp giống nhau. Giờ là cơ hội của thí sinh số 8 để tham gia vào phần này. Xin mời. Xin là thẻ A1. A1. Qua sông Giô-đan. Xin là thẻ A2. A2. Hoàn toàn chính xác rồi. Chúc mừng thí sinh số 8. Một khởi đầu rất tốt của thí sinh số 8. F3. F3. Giấc mơ của Jacob. Xin là thẻ D5. D5. Chiếc thẻ cuối cùng của cột D. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng thí sinh số 8. Xin là thẻ C1. C1. C1, mana trong hoàng địa. Xin là thẻ B5. B5, cả trường quay đang nín thở. Chưa chính xác rồi. Cơ hội thuộc về thí sinh số 9. Xin mời. Xin mở thẻ F1. F1. Xin mở. Ông Mô-xê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin mở thẻ B2. B2. Hoàn toàn chính xác, ông Mô-xê được công chúa Ai Cập cứu sống. Xin mở thẻ C1. C1. Thẻ C1, mana trong hoàng địa. Xin mở thẻ F5. F5. Nếu chính xác thì hoàn toàn được điểm cao. Xin mời, sai rồi. Tiếc quá. Thí sinh số 10 mở một nụ cười thật là vui. Vâng, vì biết cơ hội đến lượt mình. Quý vị thân mến, không biết được đâu, có khi cơ hội đến trước mặt lại đá bay đi mất. Phải thật cẩn thận. Xin mời thí sinh số 10. Xin là thẻ B1. B1. Giọng nói rất hay. Mana trong hoàng địa. Xin là thẻ C1. C1. Có đúng hay không đây? Hoàn toàn chính xác rồi. 100% là chuẩn rồi. Giờ là cơ hội của thí sinh số 10 thôi, không phải của ai khác. Xin mời chọn thẻ. Xin là thẻ B5. B5. Ông Ezra công bố sách luật. Xin là thẻ F5. F5. Cả trường quay đang chờ vỗ tay tôi nào. Xin chúc mừng thí sinh số 10. Hai hình giống nhau rồi. Quý vị thân mến, các thí sinh của chúng ta đã trải qua phần thi thứ nhất đầy gay go.
Thật là tuyệt vời, xin chúc mừng các thí sinh. Giờ đây, chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Giờ đây, con xin trân trọng kính mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả của phần thi thứ nhất cho các thí sinh. Con xin trân trọng kính mời cha. Phần 1 với Thiên Chúa tỏ mình, và qua 3 lần lật thẻ thì số điểm của các thí sinh như sau. 1 Maria Nguyễn Thị Ngọc thuộc giáo xứ Tân Hội, chưa có điểm. 2 Doan Trịnh Xuân Đăng thuộc xứ Đại Ơn, được 20 điểm. 3 Mikae Nguyễn Gia Thiện thuộc xứ Tân Hội, chưa có điểm. 4 Phêrô Nguyễn Hồng Phương thuộc xứ Tân Hội, 60 điểm. 5 Phêrô Ngô Minh An thuộc xứ Lưu Xá, 80 điểm. 6 Giuse Ngô Quang Trung thuộc xứ Lưu Xá, 20 điểm. 7 Anne Lê Thị Thành, Đặng Thị My thuộc xứ Đại Ơn, 40 điểm. 8 Giuse Nguyễn Văn Nguyên thuộc xứ Đại Ơn, 40 điểm. 9 Anton Nguyễn Thành Duy thuộc xứ Mỹ Hạ, 80 điểm. Và 10 Giuse Hoàng Văn Nguyên thuộc xứ Mỹ Hạ, 60 điểm. Chúng con xin cảm ơn cha. Giờ đây là phần thi thứ hai, Thiên Chúa mời gọi. Có một bộ thẻ gỗ in tên các nhân vật trong Tân Ước. Các thẻ này được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Mỗi người chơi có 3 lượt rút gỗ, mỗi người chơi một khối gỗ, thứ tự rút thẻ gỗ và vị trí của người chơi. Người chơi chỉ được dùng một tay, không được điều chỉnh cột trong quá trình chơi. Nếu vi phạm, người chơi đó sẽ bị loại khỏi phần thi này. Người chơi sẽ rút một thẻ gỗ bất kỳ trong khối gỗ của mình, không rút 3 tầng tính từ trên xuống. Khi rút được thẻ gỗ mà không làm đổ khối gỗ hay làm rơi thẻ gỗ khác, người chơi sẽ đọc tên nhân vật, số điểm trong ngoặc để ban giám khảo ghi điểm, điểm rút gỗ. Nếu người chơi muốn đọc câu trích dẫn kinh thánh ở mặt sau, thì sẽ có 10 giây suy nghĩ và sau đó trả lời. Nếu đọc được câu trích dẫn kinh thánh ở mặt sau và đúng hết theo bản văn kinh thánh đã được gửi về, thì người chơi sẽ nhận số điểm tương ứng, nhân 2, nhân 3, nhân 0, điểm cộng. Nếu đọc sai, thiếu, thừa một từ so với bản văn kinh thánh đã được gửi về, hoặc ngừng quá 5 giây, thì người đó không được đọc tiếp và chỉ được điểm rút gỗ. Ví dụ, người chơi rút được thẻ Chúa Cha 30 điểm, với mặt sau Gioan chương 15, câu 9, nhân 3. Khi rút được thẻ gỗ thì người chơi được 30 điểm. Nếu đọc đúng câu trích dẫn Gioan chương 15, câu 9, theo bản văn kinh thánh đã được gửi về, thì sẽ được số điểm nhận được là 30 nhân 3 bằng 90 điểm. Nếu đọc không đúng câu trích dẫn Gioan chương 15 câu 9, sai, thiếu, thừa một từ so với bản văn kinh thánh đã được gửi về, hoặc ngừng quá 5 giây, thì số điểm sẽ nhận chỉ là 30 điểm. Tiếp đến, người chơi đặt thẻ gỗ lên trên khối gỗ đã xếp, đặt nằm ngang để xếp thành hàng như các thẻ khác. Khi đặt thẻ lên, nếu làm đổ khối gỗ hoặc làm rơi thẻ gỗ khác, người chơi đó sẽ mất quyền thi tiếp ở phần này và không có điểm của câu đó. Sau đó, người chơi tiếp theo rút thẻ gỗ trong khối gỗ của mình. Nếu người nào làm đổ khối gỗ hoặc rơi thẻ gỗ khác, thì người chơi đó sẽ bị loại, không được tham gia vòng này. Khi đã chạm vào thẻ gỗ nào, thì người chơi sẽ phải rút thẻ gỗ đó. Khi đã chạm vào thẻ gỗ được 30 giây mà không rút được thẻ, người đó có quyền xin thôi và chấp nhận mất lượt đó và cả lượt kế tiếp. Hết 30 giây sau khi chạm vào thẻ gỗ mà người chơi vẫn muốn tiếp tục thì phải rút thẻ đó. Trong vòng 30 giây tiếp theo mà người chơi không rút được thẻ hoặc làm rơi thẻ khác hay làm đổ khối gỗ, thì người chơi đó sẽ mất quyền thi tiếp của phần này và không có điểm của câu đó. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung.
Các thí sinh vừa lắng nghe thể lệ, có thí sinh nào thắc mắc gì hay không? Nếu như không có thắc mắc, giờ đây, phần thứ hai, Thiên Chúa mời gọi, bắt đầu! Quý vị thân mến, giờ đây, phần thi thứ hai Thiên Chúa mời gọi sẽ bắt đầu. Mời thí sinh số 1 rút gỗ, xin mời. Đây là cơ hội để các thí sinh gỡ điểm không được rút 3 tầng tính từ trên xuống. Hãy lựa chọn thật chắc chắn. Hãy lấy thẻ điểm cao nhất, mang về điểm số tối đa cho mình. Cố lên! Được rút rồi đấy. Rung động quá, thế là không biết rút gì. Một tay thôi nha, một tay thôi. Cất tay trái đi, cất tay trái đi, cất tay trái đi. Chỉ được một tay rút thôi. Ông Gioan Tẩy Giả cộng 25. Câu trích dẫn Matthew chương 3 câu 1 đến câu 3 nhân 2. Thí sinh số 1 có muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Dạ có ạ. 10 giây để suy nghĩ. Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến giao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thí sinh thứ nhất đã trả lời chuẩn xác, xin chúc mừng. Xin chúc mừng được 50 điểm, trả bằng một thẻ gỗ thôi, một tay thôi, rất là run, không sao cả, bình tĩnh. Thanh Tùng nhớ thì mùa số 1 cũng vị trí này, cũng có một bạn nữ, cũng đọc được, thật là tuyệt vời. Chúc mừng, một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, mình lùi xuống ạ. Mời thí sinh số 2, thật bình tĩnh, rất nhanh gọn nhẹ, lựa chọn là một thẻ rất chặt, nhưng với sự khéo léo của mình đã rút ra được rồi. Rút được không ạ? Được rồi. Ông Tô Ma cộng 20, Gioan, chương 20 từ câu 28 đến câu 29 nhân 2. Thật bình tĩnh, những giọt mồ hôi rơi trên trán, sức nóng của trường quay rất lớn. Ông Tô Ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu trả lời: vì ạ, thì thời lê lanh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Bạn đã đọc sai rồi. Đấy, Đức Giê-xu bảo thì bạn Đức Giê-xu trả lời. Xin mời thí sinh số 3 chọn thẻ. Một thẻ ở giữa, nhanh gọn để rút ra. Khối gỗ đang lung lay rồi, nhưng đã rút thành công rồi. Xin mời. Ông Gioan Tẩy Giả cộng 25, Matthew chương 3 câu 1 đến 3 nhân 2. Thí sinh số 3 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Không ạ. Không đọc được, không sao cả, vẫn có điểm. Mời trả lại thẻ gỗ. Mời thí sinh số 4 chọn thẻ. Ông Lazaro cộng 15, Gioan chương 11 câu 43 đến câu 44 nhân 2. Thí sinh số 4 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Không. Xin mời thí sinh số 5. Hãy bốc lấy 30 điểm nhân 3 là 90. Một nhân vật có điểm rồi. Ông Tê-pha-lô cộng 15, Công vụ tông đồ chương 6 câu 8 nhân 2. Ông Tê-pha-lô được đầy thánh thần và ân sủng. Xin bạn đã đọc trả lời sai. Đấy, bạn đã trả lời thừa, đầy thánh thần. Cũng có điểm rồi. Cảm ơn thí sinh số 5. Mời thí sinh số 6 tiến lên, rất tự tin, chọn hàng số 5. Ông Phao-lô cộng 20, Rô-me chương 1 câu 1 nhân 2. Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Kitô Giê-xu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Rồi, xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Số điểm được nhân 2 là 40 điểm. Mời trả lại thẻ gỗ. Mời thí sinh số 7 tiến lên, lựa chọn thẻ gỗ của mình. Thật bình tĩnh, quyết tâm lựa chọn ở cuối. Sức nặng dồn xuống chân của tháp. Và lựa chọn của bạn là ông Matthew Levi cộng 20, Matthew chương 9 câu 9 câu 10 nhân 2.
Bỏ nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy, đi theo người. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Mời thí sinh số 8 tiến lên chọn thẻ gỗ. Lựa chọn rất cẩn thận. Đưa tay chạm vào thẻ của mình. Sau đó dùng khả năng khéo léo của mình để đưa thẻ gỗ ra ngoài. Chúng tôi thấy một thẻ gỗ rất đặc biệt. Rất nhiều nhân vật cùng xuất hiện trong một thẻ gỗ. Rất nhiều nhân vật. Một thẻ chứa đựng nhiều nhân vật. Xin đọc to. Nhóm Sa Đốc cộng không. Luca chương 20 câu 27 cộng 5. Thí sinh có muốn đọc câu trích dẫn này hay không để lấy 5 điểm? Không. Không. Không điểm. Không sao cả. Mời trả lại thẻ gỗ. Rất gọn gàng đúng không ạ? Mời thí sinh số 9. Rút rất nhanh. Đầu lắc một cái để cho biết là đã rút được rồi. Ông Simon Phêrô, Gioan 1 câu 42B nhân 2 ạ. Rồi. Xin cho hỏi là đây cộng được bao nhiêu điểm? Cộng 20 điểm. Rồi, lần sau không đọc cộng điểm, ai biết được bằng điểm của cậu đúng không? Vâng ạ. Thí sinh có đọc được câu trích dẫn từ Tin Mừng theo Thánh Gioan không? Có. 10 giây bắt đầu. Người lắc lư theo nhịp nhạc. Thật là cố gắng. Đức Giê-xu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô. Rồi, xin chúc mừng các bạn đã trả lời chính xác. Mời thí sinh số 10. Cười rất tươi, hy vọng được điểm cao. Đằng đây là hàng thứ 4, được rồi. Rồi, rất tươi, khuôn mặt đầy sự nghi hoặc. Xin mời đọc to nội dung thẻ gỗ. Nhóm Sa Đốc cộng không. Đọc câu trích dẫn Luca. Luca chương 20 câu 27 cộng 5. Thí sinh số 10 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có. Có. 5 điểm cùng lấy là tuyệt vời rồi. Xin mời 10 giây. Chúng ta sẽ không quay ngang quay ngửa vì không ai trợ giúp được mình. Giờ này 5 điểm là quyết định rồi. Xin mời. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu, nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Mời thí sinh số 1 chọn thẻ. Rất nhanh, lựa chọn chiếc thẻ. Ông Mát-thêu Lê-vi cộng 20 điểm. Mát-thêu chương 9 câu 9 đến câu 10 nhân 2. Thí sinh số 1 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 10 giây bắt đầu. Bỏ nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Mời thí sinh số 2 chọn thẻ. Nhưng chiếc thẻ ở cuối thường được lựa chọn rất nhiều. Ông Phao-lô cộng 20, Roma chương 1 câu 1 nhân 2 số điểm. Thí sinh số 2 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 10 giây bắt đầu. Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Kitô Giê-xu, tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Cảm ơn thí sinh số 2. Mời thí sinh số 3 tiến lên chọn thẻ. Giờ này là một thẻ ở bên phải của thí sinh, không chọn ở giữa nữa. Thay đổi đi, xem được cơ hội như thế nào. Rồi, thay đổi. Ông Gia-kêu cộng 5, Luca chương 19 câu 8. Nhân 2. Thí sinh số 3 cũng muốn đọc câu trích dẫn này hay không? Không ạ. Rồi, mời trả lại thẻ gỗ. Như chiến lược thi đấu của thí sinh số 3 là cứ bốc được điểm là không cần đọc. Xin mời thí sinh số 4. Vẫn ở bên phải, vị trí bên phải. Rút ra. Rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Ông Tô-ma cộng 20, Gioan chương 20 câu 28 đến câu 29 nhân 2. Thí sinh số 4 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có ạ. Hãy thật để tâm vào thẻ của mình. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, Đức Giê-xu bảo,
vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Chúc mừng thí sinh số 4. Mời thí sinh số 5. Ông Larazo, cộng 15, do anh chương 11 câu 43 đến câu 44 nhân 2. Người lớn tiếng, anh Lazaro hãy ra khỏi... Bạn đã đọc thiếu, nói xong, thiếu từ. Rồi. Không sao, chúng ta vẫn được 15 điểm rồi. Nụ cười có thể nở ra rồi, một tràng vỗ tay để ủng hộ. Xin mời thí sinh số 6. Vâng, dứt điểm rất nhanh. Lựa chọn thẻ là dứt điểm rút ra. Xin mời. Ông Judah Tadeo, cộng 20. Gioan chung 14, câu 22 nhân 2. Ông Judah không phải Judah Iscariot thưa với người. Bạn đã trả lời sai. Nói với người thì bạn ấy nói là thưa. Cảm ơn thí sinh số 6. Mời thí sinh số 7. Nội dung thẻ gỗ của thí sinh số 7 là bà Maria Magdala, cộng 15, Gioan chương 20 câu 18 nhân 2. Thí sinh số 7 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có ạ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Rồi, xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Mời thí sinh số 8. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Hy vọng rằng là số 0 vừa rồi sẽ mang lại số điểm 90 đi ạ. Rất khó. Sự khéo léo của bạn đã đưa thẻ gỗ ra thành công. Ông Matthew Levi, cộng 20 điểm. Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 10 nhân 2. Thí sinh số 8 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Không ạ. Không. Khuôn mặt lặng lẽ, rút rất nhanh. Ông Matthew, cộng 20 điểm. Công vụ tông đồ, chương 1, câu 26 nhân 2 ạ. Thí sinh số 9 có đọc được câu trích dẫn này không? Có ạ. Họ rút thăm chúng ông Matthew và ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Bạn đọc thừa chữ và. Xin chia buồn với bạn. Thừa một từ và nhưng vẫn có 20 điểm. Mời thí sinh số 10, thí sinh vui vẻ của chúng ta đây. Cái này rồi thì ở đây có phải là tính là hàng bộ 3 không ạ? Không, cái đấy vẫn tính là hàng đâu. Đây ạ. Phải đủ thì mới tính là một hàng, đây vẫn là hàng số 3. Rồi. Đừng rút ở trên cao làm gì. Vừa rút trên cao đã thấy là số 0 rồi. Thay đổi đi chứ. Lại rút thêm được một số 0 nữa thì đúng là tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng rằng không phải. Xin mời. Ông Matthew Levi, cộng 20. Matthew chương 9, câu 9 đến câu 10, nhân 2. Thí sinh số 10 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Thật nhanh. 3, 2, 1. Chắc là không đọc rồi. Mời trả lại thẻ gỗ. Giờ đây chúng ta sẽ đến với lượt cuối cùng trong phần thi số 2. Mời thí sinh số 1 chọn thẻ gỗ. Hãy lựa chọn thật kỹ càng. Một thẻ gỗ dưới cuối rất chặt, sức nặng của cả khối gỗ chồng lên. Những sức nặng như thế này chứng tỏ điểm phải rất là lớn. Có thể di chuyển vòng quanh khối gỗ để rút ra được thẻ gỗ này. Gõ, 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 gõ. Rất may khối gỗ chúng tôi rất chặt. Mười lăm, 30 giây trôi qua, thí sinh có tiếp tục rút hay không? Đây là lượt cuối cùng rồi. Có rút hay là bỏ cuộc? Đây là lượt cuối rồi. Dạ không ạ. Bỏ cuộc. Không sao, sự lựa chọn sáng suốt. Xin mời thí sinh số 2.
Lựa chọn một thẻ cuối cùng. Ông là Thalain Bartolomeo cộng 20, Doan, chương 1 câu 48 nhân 2, số điểm. Thí sinh số 2 có muốn đọc câu trích dẫn này không? Có ạ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Thí sinh số 2 đã không đọc thì thôi mà đọc chỉ có chuẩn. Hy vọng lần này 3 lần đều đọc đúng nhé. Mình sẽ lấy điểm tối đa. Một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ thí sinh số 2 đi ạ. Ông Nathalain hỏi người làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giê-xu trả lời: trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vẻ, tôi đã thấy anh rồi. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Thí sinh số 2 đã hoàn thành phần thi của mình. Mời thí sinh số 3. Ông Giuse cộng 25, Matthew chương 1 cộng 20 nhân 2. Ông đang toàn tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: này Giuse, con cháu David. Bạn đã đọc thiếu chữ ông. Này ông Giuse. Không sao cả, kết thúc phần thi vẫn có 25 điểm mà, đúng không? Cười thật tươi nào. Rồi, cảm ơn thí sinh số 3, mời thí sinh số 4. Không cần nhắc cười, đã cười rồi. Phải vui vẻ lên, bốc mới được 0 điểm chứ. À không, 90 điểm chứ nhỉ. Ông Phaolô cộng 20, Roma chương 1 câu 1 nhân 2. Thí sinh số 4 có đọc được câu trích dẫn này hay không? Có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Thí sinh số 4 đã hoàn thành phần thi của mình. Mời thí sinh số 5. Rất nhanh. Rất khéo léo sử dụng tay trái để rút thẻ gỗ ra khỏi khối gỗ. Thành công rồi. Mời thí sinh số 5. Ông Matthew Nevi cộng 20, Matthew chương 9 câu 9 đến câu 10 nhân 2. Thật bình tĩnh. Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người. Bạn đã đọc thiếu bỏ nơi ấy. Một tay thôi. Rồi. Một nhân vật nổi tiếng ở trong Kinh Thánh. Nhắc đến thôi là ai cũng biết. Satan cũng không. Matthew chương 4 câu 10 cộng 5. Thí sinh dựa sau có muốn đọc câu này để lấy 5 điểm không? Có. Có. 5 điểm cũng lấy, 10 giây bắt đầu. Đức Giê-xu liền nói: Satan kia xéo đi vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và phải thờ phượng một mình ngươi mà thôi. Bạn đọc thiếu chữ của ngươi. Không có chữ của. Không sao cả. Thiên Chúa ngươi. Không sao cả. Vẫn có điểm mà, không điểm. Thôi, chúc mừng hoàn thành phần thi, cố gắng nhá. Mời thí sinh số 7. Hơi nóng lăng phả rằng thí sinh số 7. Lựa chọn một thẻ gỗ bằng tay trái. Có đem lại may mắn cho thí sinh số 7 hay không? Ông Thomas cộng 20, Gioan chương 20 câu 28 đến câu 29 nhân 2. Ông Thomas thưa người: lạy Chú của con, lạy Thiên Chú của con. Đức Giê-xu bảo: vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Thí sinh số 7 đã hoàn thành phân tích của mình. Mời thí sinh số 8. Một thanh gỗ nằm ngang nhưng lại đưa tay rút kiểu dọc. Rút làm sao được đây? Vâng, ngang nhưng lại rút dọc. Hững hờ rút thẻ ra. Ánh mắt thất thần. Điểm cao 90 đi. Pilato cộng 0, Gioan chương 19 câu 14 câu 15. Không đọc. Vâng, được ông tổng trấn Pilato đã buồn rồi. Không sao, vẫn có 0 điểm. Cảm ơn thí sinh số 8. Mời thí sinh số 9. Chờ từ nãy giờ mà đến lượt mình. Quay rồi. Chưa đổ.
Ông Philippe cộng 20, Gioan chương 14 từ câu 8 đến câu 9 nhân 2. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Bạn đọc thiếu thứ thế, thế mà. Không sao cả, vẫn có điểm mà, 20 điểm, hoàn thành rồi. Chúc mừng thí sinh số 9. Đến với thí sinh số 10, khuôn mặt vui vẻ lại hiện lên. Sự lựa chọn đúng đắn của thí sinh số 10 sẽ mang về điểm số tối đa. Thí sinh số 10 đã cố gắng rất nhiều, thưa quý vị. Ông Matthew cộng 20, công vụ chương 1, câu 26 nhân 2. Thí sinh số 10 có đọc câu trích dẫn này hay không? Có. Có. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Bốc lượt thứ 3 mới chịu đọc. Lượt 2 đầu không đọc để nhường các đối thủ khác lên trước. Xin mời. Họ rút thăm chúng ông Matthew, ông được kể thêm vào số 11 tông đồ. Xin chúc mừng bạn đã trả lời chính xác. Quý vị thân mến, 10 thí sinh của chúng ta vừa trải qua phần thi thứ 2. Với những khối gỗ của họ, với những bàn tay khéo léo, họ đã đạt được những kết quả. Giờ đây, mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, con xin trân trọng kính mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả của phần thi thứ 2 cho các thí sinh. Con xin trân trọng kính mời cha. Thí sinh Maria Nguyễn Thị Ngọc, 90 điểm. Thí sinh Doan Trịnh Xuân Đăng, 100 điểm. Thí sinh Mikae Nguyễn Gia Thiện, 55 điểm. Thí sinh Phêrô Nguyễn Hồng Phương, 95 điểm. Thí sinh Phêrô Ngô Minh An, 50 điểm. Thí sinh Doan Ngô Quang Trung, 60 điểm. Thí sinh Anne Lê Thị Thành Đặng Thị My, 110 điểm. Thí sinh Du Xe Nguyễn Văn Nguyên, 20 điểm. Thí sinh Anton Nguyễn Thành Duy, 80 điểm. Và thí sinh Du Xe Hoàng Văn Nguyên, 65 điểm. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh. Chúng con xin cảm ơn cha. Giờ đây, chúng ta đến với phần thứ 3, con người lắng nghe. Có 15 từ khóa được hiển thị trên màn hình. Mỗi từ khóa là tên một nhân vật trong Kinh Thánh. Đây là những nhân vật có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và biết lắng nghe tiếng Ngài. Người chơi sẽ đi tìm 5 từ khóa với những gợi ý đưa ra. Sẽ có lần lượt 3 gợi ý cho mỗi từ khóa với thời gian mỗi lượt là 15 giây. Với gợi ý thứ nhất, trong 15 giây đầu tiên, người tìm ra từ khóa sẽ được 30 điểm. Với gợi ý thứ hai, trong 15 giây tiếp theo, người tìm ra từ khóa sẽ được 20 điểm. Với gợi ý thứ ba, trong 15 giây cuối cùng, người tìm ra từ khóa sẽ được 10 điểm. Sau mỗi lượt gợi ý, MC sẽ hỏi người chơi về việc trả lời. Nếu không có ai đưa ra đáp án, MC sẽ mời lượt gợi ý tiếp theo. Khi hết 3 lượt gợi ý mà không có ai đưa ra đáp án đúng, chương trình sẽ chuyển sang gợi ý cho từ khóa tiếp theo. Trong thời gian gợi ý, người chơi có thể đưa ra dấu hiệu để xin trả lời. Nếu được ban giám khảo chấp nhận, người chơi sẽ trả lời bằng cách nói ra từ khóa. Đồng hồ thời gian sẽ dừng lại. Trong thời gian gợi ý, nếu có 2 người trở lên cùng ra dấu hiệu xin trả lời, ban giám khảo sẽ quyết định ai được quyền trả lời. Những người này sẽ có 10 giây để viết từ khóa lên bảng. Từ khóa phải đúng với từ khóa được hiển thị trên màn hình. Khi nghe hiệu lệnh của MC, người chơi sẽ dừng bút và giơ bảng lên. Sau khi có hiệu lệnh, người chơi nào còn cầm bút hoặc đang viết hoặc giơ bảng,
thì sẽ không chấm điểm trong câu hỏi đó. Ban giám khảo sẽ kiểm tra và chấm điểm cho người đã viết từ khóa. Nếu có từ khóa đúng với đáp án của chương trình, người trả lời sẽ được số điểm tương ứng với lượt gợi ý. Sau đó, chương trình sẽ chuyển sang gợi ý từ khóa tiếp theo. Nếu có từ khóa không đúng với đáp án của chương trình, người đó sẽ không được điểm và mất quyền trả lời ở từ khóa này. Thời gian tiếp tục cho những người còn lại. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Sau khi đã lắng nghe thể lệ của phần thi thứ 3, có thí sinh nào thắc mắc gì hay không? Nếu như không có thí sinh nào thắc mắc, giờ đây, phần thứ 3, con người lắng nghe, bắt đầu! Giờ đây, chúng ta đến với từ khóa đầu tiên với gợi ý số 1. Người đã chuyển cầu cho dân. 15 giây, bắt đầu! Một gợi ý rất sát vào các từ khóa. Ai là người đã chuyển cầu cho dân? Không viết bảng, mời hạ bút. Muốn trả lời giơ tay. Khi có hiệu lệnh chúng ta... 15 giây trôi qua không có. Mời gợi ý số 2. Khi qua đời, dân đã khóc ông trong 30 ngày. 15 giây bắt đầu. 30 ngày được người dân than khóc khi qua đời. Vâng, các thí sinh cùng hướng lên màn hình thôi nhé. Thật chăm chú lựa chọn cái tên. Có vẻ rất khó. Mời gợi ý cuối cùng. Người mà Đức Chúa biết rõ giáp mặt. 15 giây bắt đầu. Tín hiệu từ thí sinh số 9. Thưa cha, là con chọn ngôn sứ Mô-xê. Từ khóa số 1, bạn trả lời chuẩn xác ngôn sứ Mô-xê. Hoàn toàn chính xác. Với gợi ý số 3 có 10 điểm đầu tiên. Xin mời đến từ khóa số 2 với gợi ý đầu tiên. Ông là một người Do Thái. 15 giây bắt đầu. Hãy lựa chọn những người Do Thái ở đây. Vâng, một lựa chọn thật là tuyệt vời đúng không ạ? Gợi ý rất là sát với đáp án của chúng tôi. Không thể sát hơn được nữa. Mời gợi ý số 2. Ông đã đi nhiều nơi. 15 giây bắt đầu. Ông đi nhiều nơi là một người Do Thái. Tự dưng nhắc đến từ đi nhiều nơi, Thanh Tùng lại nhớ đến một người. Ơi, có tín hiệu trả lời của thí sinh số 5. Số 5 chứ. Xin hai em, số 5 với số 1 cùng ghi bảng. Có 10 giây ghi bảng, bắt đầu. Ai là người Do Thái đi nhiều nơi? Thanh Tùng cũng đi nhiều nơi nhưng không phải người Do Thái. Hãy nghe tiếng chuông hiệu lệnh. Hết giờ rồi bạn. Hãy quay về phía của ban giám khảo. Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Chưa chính xác. Chưa chính xác, mời hạ bảng. Và thí sinh số 1 và 5 mất quyền trả lời. Xin mời. Tiếp tục thời gian. Tiếp tục còn một gợi ý nữa. Chúng ta chuyển sang gợi ý cuối cùng. Khó chưa? Không phải Chúa Giê-xu. Xin mời gợi ý cuối cùng. Một người tù của Đức Kitô. 15 giây bắt đầu. Thí sinh số 9. Thưa cha, con chọn là Thánh Gioan ạ. Thánh Gioan. Xin mời đáp án của phía ban giám khảo. Chưa chính xác. Mời các thí sinh, chúng ta tiếp tục với thời gian trôi. 15 giây vẫn còn. Vẫn còn để cho các thí sinh có cơ hội trả lời. Thí sinh số 4 có tín hiệu, vừa đặt mic cái trả lời luôn. Con thưa cha, con chọn Thánh Phêrô. Phêrô. Chưa chính xác. Chưa chính xác, vẫn còn thời gian lại trôi. Thí sinh số 10 vừa giơ tay. Con thưa cha là Tổ phụ Isaac. Tổ phụ Isaac. Vẫn chưa chính xác. Vẫn còn nguyên, còn nguyên. Lại thí sinh số 3. Con thưa cha là Thánh Phaolô ạ. Thánh Phaolô. Xin chúc mừng bạn. Chúc mừng. 10 điểm. Từ khóa số 2 là Thánh Phaolô. 10 điểm rồi, có 10 điểm rồi. Cười tươi lên, thật là tươi lên nhé. Xin mời từ khóa tiếp theo với gợi ý đầu tiên. Sách Sáng Thế có nói đến nhân vật này. 15 giây, bắt đầu. Không gãi đầu gãi tay, chống cằm, chỉ trỏ. Chúng tôi còn quan sát, không lại mất lượt.
Ngôi gợi ý tiếp theo là một người có duyên và đẹp trai. 15 giây bắt đầu. Rồi, thí sinh số 7 trả lời. Con đã trả là tổ phụ du xe ạ. Từ khóa số 3, bạn trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Hoàn toàn chính xác rồi. Chúc mừng, ở gợi ý số 2 đã trả lời được. Có lẽ phải phỏng vấn xem tại sao lại nghĩ đến ông du xe đẹp trai nữa. Nhưng tôi để sau nhé. Xin mời từ khóa tiếp theo. Gợi ý số 1. Vị thánh này là một tông đồ. 15 giây bắt đầu. Kìa, lựa chọn tông đồ đi. Giờ lúc nhẩm lại 12 tông đồ của Chúa. Rất thân thuộc nhưng mà lại còn khó. Mời gợi ý tiếp theo. Được Đức Giê-xu rửa chân. 15 giây bắt đầu. Chúng tôi thấy tín hiệu. Mời số 9 hạ tay xuống trả lời sau. Các bạn giơ tay, các bạn cùng viết bảng. Thí sinh số 3, 5 và 7 sẽ tham gia vào phần viết bảng. 10 giây bắt đầu. Hãy che đáp án của mình đi. Hãy lựa chọn chính xác nào. Được Đức Giê-xu rửa chân. Chỉ có 3, 5 và 7 thôi. Giơ bảng. Thánh Philippe, Thánh Phêrô và Thánh Phêrô. Có sự khác biệt. Vậy thì xin từ khóa số 3 là Thánh Phêrô. Chúc mừng những ai đã bàn Thánh Phêrô. Thí sinh số 7 đã hạ bảng rồi. Chưa có hiệu lệnh hạ bảng. Rất tiếc cho thí sinh số 7. Chỉ còn lại thí sinh số 3 thôi. Thí sinh số 3 còn nguyên Thánh Phêrô ở trên. Xin chúc mừng thí sinh số 3. Mời xóa bảng, hạ bảng. Từ khóa cuối cùng, gợi ý đầu tiên. Người có tên trong gia phả của Chúa Giê-xu. 15 giây bắt đầu. Thí sinh số 3 giờ mới bắt đầu nhập cuộc. Hai thí sinh 4 và 7 tham gia viết bảng. Lưu ý, viết bảng ở mặt trắng và hãy theo hiệu lệnh. 10 giây bắt đầu. Hết giờ, giữa bảng. Hãy hướng bảng về ban giám khảo. Hai đáp án đều là Thánh Giuse. Chưa chính xác. Chưa chính xác mới hạ bảng, xóa bảng rất nhanh. Dành cho các bạn khác. Thời gian trôi. Hết 15 giây rồi. Mời gợi ý số 2. Bị chính con trai lừa gạt. 15 giây bắt đầu. Thí sinh số 9 và số 3. Và số 1, thưa cha, số 10 giờ sau. Xin mời các bạn cùng viết bảng. 1, 3 và 9 tham gia viết bảng. 10 giây, số 6 nữa. Số 6 nữa. 1, 3, 6 và 9, viết bảng. Thật bình tĩnh. Hãy úp bảng xuống. Hết giờ ra bảng. Hướng về phía ban giám khảo. Tổ phụ ra Jacob, 100% là đáp án tổ phụ Jacob. Và giờ là đáp án của phía ban giám khảo. Và từ khóa số 5 là tổ phụ Jacob. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, 5 từ khóa của chúng ta đã được các thí sinh tìm ra. Giờ đây, mời quý vị nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, con xin trân trọng kính mời cha trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả cho các thí sinh trong phần thi thứ 3. Phần 3 được khép lại với số điểm của các thí sinh như sau. Maria Nguyễn Thị Ngọc, 20 điểm. Doan Trịnh Xuân Đăng, chưa có điểm. Mikae Nguyễn Gia Thiện, 50 điểm. Phêrô Nguyễn Hồng Phương, chưa có điểm. Phêrô Ngô Minh An, chưa có điểm. Giuse Ngô Quang Trung, 20 điểm. Anne Lê Thị Thành Đặng Thị My, 20 điểm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên, chưa có điểm. Anton Nguyễn Thành Duy, 30 điểm.
và Giuse Hoàng Văn Nguyên chưa có điểm. Rồi, xin chúc mừng các bạn. Chúng con xin cảm ơn cha. Giờ đây, mời thí sinh cùng hướng lên màn hình để lắng nghe thể lệ của phần thi thứ tư, Con Người Hiệp Thông. Phần này có 10 câu hỏi theo dạng điền vào chỗ trống. Người chơi sẽ sử dụng bảng, bút để viết câu trả lời. Mỗi người chơi sẽ có 30 giây để suy nghĩ và viết câu trả lời ra bảng. Khi nghe hiệu lệnh của MC, người chơi sẽ dừng bút và giơ bảng lên. Sau khi có hiệu lệnh, người chơi nào còn cầm bút hoặc đang viết hoặc chưa giơ bảng thì sẽ không chấm điểm trong câu hỏi đó. Người chơi nào có câu trả lời đúng theo đáp án của chương trình sẽ được tiến lên một bước, biểu thị bằng một thanh nam châm trên bảng. Người chơi nào trả lời không đúng theo đáp án của chương trình sẽ phải lùi lại một bước. Nếu đang ở vạch xuất phát thì giữ nguyên vị trí. Chấm câu từ, sai chính tả, không chấm dấu câu hay viết hoa. Sau khi kết thúc, chương trình sẽ dựa vào vị trí của các người chơi trên bảng để tính điểm. Mỗi vị trí tương ứng với 10 điểm. Số điểm tối đa của phần này là 100 điểm. Điểm sau phần này sẽ được tính vào tổng số điểm chung. Các thí sinh vừa lắng nghe thể lệ của phần thi thứ tư, có thí sinh nào thắc mắc gì hay không? Nếu như không thắc mắc, giờ đây, phần thi thứ tư, Con Người Hiệp Thông bắt đầu! Câu hỏi đầu tiên như sau. Câu 1, rồi người cầm lấy bánh dâng ba chấm ra, trao cho các ông và nói đây ba chấm tế vì anh em. Anh em hãy làm việc ba chấm tưởng nhớ đến thầy. Luca chương 22 câu 19, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Các thí sinh có thể viết sẵn các đề mục 1, 2, 3. Thời gian còn lại 3 giây cho câu hỏi số 1. Chuẩn bị. Hạ bút tôi. Hết giờ, xin mời giơ bảng. Mời thí sinh số 2 hạ bảng. Quá chậm, thí sinh số 10 không cần giờ nữa. Hãy lưu ý là khi giơ bảng chúng ta không cầm bút nha. Hạ bút xuống, mời hướng lên màn hình. Giờ đây là đáp án của chương trình. Lời tạ ơn bẻ là mình thầy hiến này mà. Nhưng thí sinh không có đáp án trùng với chương trình, mời hạ bảng. 100% cùng hạ bảng, 100 vỗ tay để khích lệ các bạn nào. Mời xóa bảng. Vậy thì chúng ta đến với câu số 2. Câu số 2 như sau. Thầy bảo cho anh ba chấm, thầy không còn uống thứ sản phẩm ba chấm, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới ba chấm của cha thầy. Matthew chương 26 câu 29, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thật nhanh, thật nhanh. Giờ là lúc để trí nhớ của chúng ta vận dụng. Hết giờ, giơ bảng. Rất nhanh, các thí sinh đã theo hiệu lệnh rồi. Thí sinh số 6 chưa có đáp án. Mời hướng bảng về phía ban giám khảo. Giờ đây, đáp án của chương trình là em biết từ này, này của cây nho trong nước. Các thí sinh không có đáp án trùng với của chương trình, vui lòng hạ bảng, xóa bảng. Chỉ còn lại một thí sinh duy nhất, 90% đã hạ bảng rồi. Em biết từ này, này của cây nho trong nước. Đây là đoán hoàn toàn chính xác. Chúc mừng thí sinh số 4. Mời nâng thang điểm. Trong câu hỏi này, thí sinh số 4 được tiến lên một bước. Từ từ. Thí sinh số 4 ơi, có biết điều gì không? Chưa có hiệu lệnh hạ bảng à? Rất tốt rồi, thí sinh số 4 lại về vạch xuất phát. Một tràng vỗ tay. Tất cả lại cùng nhau cố gắng. Câu 3, rồi người ba chấm lời tạ ơn, trao cho môn đệ ba chấm, anh em hãy uống chén này. Matthew chương 26 câu 27. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Chúng ta có những kinh nghiệm cần phải rút. Hãy thật chú ý lắng nghe, viết thật chính xác. Hãy lắng nghe hiểu lệnh. Hết giờ, giơ bảng. Rất nhanh, rất nhanh. Hướng bảng về phía ban giám khảo và chờ đáp án của chương trình. Cầm lấy chén, dâng và nói tất cả. Nhưng thí sinh không có đáp án trùng với của chương trình, vui lòng hạ bảng. Lần này thì lại 100% không có đáp án đúng. Câu số 4 như sau. Dễ hơn này, ngắn hơn này. Ba chấm ông,
Đây là máu thầy, máu ba chấm vì muôn người. Marco chương 14 câu 24, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ngắn hơn rồi nhá, hãy thật cẩn thận, tốc độ tay phải nhanh lên, nhanh lên. Chúng tôi thấy nụ cười ở trên môi của các thí sinh cũng như các cổ động viên. Hết giờ giơ bảng, hạ bút, thí sinh số 5 không kịp giơ bảng rồi. Giờ là đáp án của chương trình. Người bảo các giao ước đổ ra, nhưng thí sinh không có đáp án chung với chương trình hạ bảng. Vẫn còn, chúng tôi thấy vẫn còn đây. Vâng, slow motion số 6 đang định đi ra thì hạ bảng. Giờ là đáp án chính xác là người bảo các giao ước đổ ra. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng 1, 4 và 9. Một tràng vỗ tay. Giờ là nấc thang điểm của chúng ta. Trong câu hỏi này số 1, số 4 và số 9 cùng tiến lên một bước. 1, 4 và 9. Câu số 5, Đức Giê-xu bảo ba chấm bánh trường sinh, ai đến ba chấm phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Gioan chương 6 câu 35, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hết giờ giơ bảng. Mới đáp án của chương trình. Họ chính tôi là, với tôi không hề. Những thí sinh không có đáp án chung với chương trình vui lòng hạ bảng, xóa bảng. Lại 100% cùng hạ bảng, xóa bảng. Hình như đây là sự đoàn kết. Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay để khích lệ các bạn đi ạ. Giờ là nấc thang điểm. Sự đoàn kết này đã đưa số 1, 4 và 9 về vạch xuất phát. Chúng ta lại lên từ đầu. 1, 4 và 9 cùng về vạch xuất phát. Câu 6, và người cầm ba chấm tạ ơn rồi trao cho các ba chấm đều uống chén này. Marco chương 14 câu 23, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Viết xong hạ bút. Hết giờ giơ bảng. Và đáp án của chúng tôi là chén rượu dâng lời ông và tất cả. Mời các thí sinh không có đáp án giống của chương trình hạ bảng, xóa bảng. Vẫn còn 3 thí sinh hạ rồi, đang định kiểm tra thì lại hạ. Chén rượu dâng lời ông và tất cả. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác số 7 và số 4. Xin chúc mừng thí sinh số 4 và 7 cùng tiến lên một bước. Xin mời câu số 7. Trong ba chấm, Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời ba chấm, bẻ ra và nói, đây là mình thầy ba chấm. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 11 câu 23b đến câu 24. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Hết giờ giơ bảng. Thí sinh số 10 giơ chậm quá. Chúng ta đến với đáp án của chương trình. Đêm bị nộp Chúa, tạ ơn rồi hiến dâng vì. Xin mời những thí sinh không có đáp án chung với chương trình vui lòng hạ bảng. Lại đồng thanh rồi, đồng loạt. Xin mời nước thang điểm của chúng ta. Với những câu trả lời sai vừa rồi, thí sinh số 4 và 7 lại kéo nhau về vạch xuất phát. Lúc nào cũng là khởi đầu, đúng không? Một sự khởi đầu nan. Không sao cả, hy vọng ở câu tiếp theo. Xin mời. Câu 8. Đức Giê-xu ba chấm nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước ba chấm bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một ba chấm vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Gioan chương 4 câu 13 đến câu 14. 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Thank you.
Hết giờ rồi bảng. Viết xong hết rồi, quyết tâm không giờ nữa. Mời đáp án của chúng tôi, đáp án của chương trình. Trả lời ai uống tôi cho sẽ không mạch nước. Xin mời giờ cao bảng. Chưa kịp mời nhưng thí sinh không. Vâng, chúng tôi cũng chưa kịp nói, mời hạ bảng, xóa bảng luôn. Rất đồng loạt mời câu hỏi tiếp theo, câu số 9, câu chuẩn bị quyết định. Xin mời câu số 9. Ai ăn 3 chấm máu tôi thì được sống, 3 chấm sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Doan chương 6 câu 54, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Câu lời Chúa được trích theo Tin Mừng theo Thánh Gioan. Hãy thật cẩn thận viết chính xác, xin mời. Sẵn sàng. Hết giờ rồi bạn. Trong câu hỏi này, số 7 và số 10 quyết định không tham gia. Số 3 giơ cao bảng lên khỏi mặt bàn. Rồi. Xin mời đáp án của chương trình. Thịt và uống, muôn đời và tôi. Nhưng thí sinh không có đáp án trùng với chương trình, vui lòng hạ bảng. Thật căng thẳng khi những thí sinh đang giơ bảng. Hoàn toàn chính xác, một tràng vỗ tay thật lớn. Chúc mừng thí sinh số 1, 6 và 9. Xin mời những thang điểm. Trong câu hỏi số 9 này, thí sinh 1, 6 và 9 sẽ lên một bước. Vui lòng hạ bảng, xóa bảng. Câu cuối cùng, xin mời. Đây 3 chấm xuống, không phải như bánh 3 chấm. Các ông đã ăn và họ đã chết. Ai nấy 3 chấm sống muôn đời. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 58, 30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Khi còn 5 giây, cả hội trường sẽ cùng đếm với thanh tổ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ giơ bảng. Trong câu kết thúc này, số 2 và số 8 không tham gia. 2 cộng 8 là 10, câu số 10 đó. Giờ là đáp án của chúng tôi, không chờ đợi lâu nữa. Hãy hướng về ban giám khảo nào. Không sao cả, đã rồi. Là bánh từ trời tổ tiên, bánh này sẽ được. Nhưng ai có đáp án đúng xin mời giữ lại. Vâng, 100% không có đáp án, vậy mời nấc thang điểm. Vậy thì chung cuộc là tất cả cùng về vạch xuất phát. Kính thưa quý vị, các thí sinh của chúng ta đã trải qua phần thi số 4, rất căng thẳng và hồi hộp. Giờ đây, mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Vui Học Kinh Thánh. Sau đây, con xin trân trọng kính mời trà trưởng ban giám khảo sẽ công bố kết quả của phần thi thứ tư cũng như kết quả chung cuộc trong số thứ 11 của chương trình Vui Học Kinh Thánh. Con xin trân trọng kính mời cha. Khép lại phần thi thứ tư thật là vui vẻ và xin chúc mừng tất cả các đội đều bằng điểm nhau. Tất cả đều không có điểm. Sau 4 phần thi thì số điểm của các thí sinh như sau. Maria Nguyễn Thị Ngọc 110 điểm. Doan Trịnh Xuân Đăng 120 điểm. Mikae Nguyễn Gia Thiện 105 điểm. Phêrô Nguyễn Hồng Phương 155 điểm. Phêrô Ngô Minh An 130 điểm. Giuse Ngô Quang Trung 100 điểm. Anne Lê Thị Thành Đặng Thị My 150 điểm. Giuse Nguyễn Văn Nguyên 60 điểm. Anton Nguyễn Thành Duy 190 điểm. Và Giuse Hoàng Văn Nguyên 125 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các thí sinh và toàn thể cổ động viên. Vậy là chúng ta đã trải qua số thứ 11 của chương trình Vui Học Kinh Thánh với chủ đề Ánh Sáng Lời Chúa. Chúng con rất cảm ơn cha trưởng ban tổ chức Vui Học Kinh Thánh, cha đặc trách truyền thông giáo phận đã tạo nên cho chúng con một sân chơi vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình Vui Học Kinh Thánh do Ủy ban Thiếu Nhi và Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội phối hợp thực hiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ 40 phố Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0385 788 699. Số tiếp theo, chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình.